Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả anh em tham gia một chương trình này góp nhận 100 token TRX cứ khoảng 3,5 đô các bạn. Và chương trình này góp này nó có dành cho có 1.000 bạn may mắn, mỗi một người sẽ nhận được 1.000 token nha các bạn. TRX tổng giải thưởng nó tới 10 triệu token TRX. Để tham gia giải hôm nay các bạn click phần link mô tả mở tất cả mong chat tab chat chatbot nha bạn. Rồi continue nha bạn. Đây thì mỗi một lượt ghép các bạn giới thiệu sẽ nhận được một token TRX nha các bạn. Rồi 51. Trình này ghép này nó ăn mừng sự kiện token Solid TRX này sẽ ra list sàn Bobit vào ngày 26 tháng 2 nha các bạn. Rồi các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Thì làm những cái dáng tay đít thì nó chủ yếu là may mắn thôi nha các bạn, chứ không phải hoàn toàn tất cả bạn nào cũng nhận được 100%. Tay đít coi cấp coi mắc cấp cho cái cua. Rồi các bạn cứ join vào, rồi mình đã end rồi nên bỏ bớt. Rồi các bạn join các bạn mới đáp lại các bạn. Rồi bấm don. Các bạn bấm don tiếp các bạn. Các bạn bấm don tiếp các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với TRX nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ với John Lin hoặc là trên với Chuck Wallet cũng được, miễn địa chỉ với John nha các bạn. Trạng tảng TC10 hay TC20. TC20. Thì các bạn copy địa chỉ TRX mình nè các bạn. Rồi, các bạn chỉ việc mở bot Telegram, bạn copy địa chỉ với đây các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn dịp lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm mọi bộ ghép, các bạn sẽ nhận được một token TRX. Và mình match là sẽ được 40 ghép nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.